Cả nhà ơi, hôm nay vừa mang Như Huỳnh mời cả nhà mình xem cái lô mai giảo Thủ Đức để chúng ta sưu tầm chơi Tết. Và hàng này là hàng 3 mùa rưỡi luôn khách ơi. Rồi thì bây giờ em Huỳnh đã lựa ra nha. Hôm nay thì Huỳnh sẽ lựa ra khoảng tầm 200 cây ha. Lựa trước 200 cây để em Huỳnh gửi cho khách nha. Đây cả nhà. Trời ơi, đã ghê luôn với cái bộ đế củ nở nè khách. Đó, cái đế của nó nè, bự chán luôn nha. Rồi có đế quái nữa. À, đế lò xo quái nữa ha. Đó, cho khách xem cái đế trước. Mê ly với cái bộ đế luôn nha. Rồi, đây cây cao trung bình là từ 45 đến 55 cm. Cái đế này nè cả nhà. Đó, quái cực kỳ luôn nha. Thì hiện nay á, là Quỳnh có khoảng tầm 1.000 cây nha cả nhà. Mỗi một lần á, thì đó, Quỳnh đang tuyển ra khoảng tầm 200 cây. À, để quay cho cả nhà xem nè. Trời ơi, coi nè, xuất sắc cái đế luôn nha. Đế siêu quái luôn. Tàn thì kính mít luôn nè ha. Dày tàn nè. Chiều cao trung bình 45 cho tới là 40 cho tới 55 cm nha cả nhà. Và đặc biệt cái độ tạo nụ của nó cực kỳ luôn. À, tạo nụ nè, nụ rất là nhiều và vừa nha. Rồi thì hàng này là chúng ta nên sưu tầm nha cả nhà. Quá đẹp rồi. Cái cây nè, cực kỳ cái tàn luôn nha khách ơi. Đó, nụ nè. Đó. Rồi, à, bây giờ em sẽ quay một số cái đế nó cho khách xem nha. Coi cái đế nè cả nhà. Đó. Rồi, cái hoành gốc á, hoành thân á cả nhà. Hoành thân ngay cái chỗ mà liền cốt á là hoành 6, hoành 7 ha. Hoành 6, hoành 7 hoặc là hoành 5 rưỡi, nhưng mà nó đa số là hoành 6, đa số là hoành 6 với hoành 7 luôn nha cả nhà. Đó, thỉnh thoảng thì có hoành 8 nữa ha. Nhưng mà đa số là hoành 6, hoành 7. Rồi cả nhà ơi, coi nè. Cây rất là đẹp luôn ha. Rồi, hàng này bây giờ là chưa tới hết sảy luôn nha cả nhà. Cái bộ đế của nó xuất sắc bộ đế luôn. Rồi tầm này thì mình có tầm khoảng cỡ là 1.000 cây nha. 1.000 cây. Rồi cả nhà mình thích á, cái cỡ này thì liên hệ với mình số điện thoại nha. 0949234525. Khách ơi, và giảo Thủ Đức thì hoa của nó là từ 8 cho đến 12 cánh nha. Rồi đem cho cả nhà mình xem một số nữa nha. 8 đến 12 cánh. Ôi, cây cũ này cả nhà. Nùi nùi luôn nha, nở cuồn cuộn luôn. Rồi, và đối với hàng này thì chúng ta lãi lá Tết là nó hoa nó nở mịt trời luôn nha cả nhà. Trời ơi, con nó ôm nụ nè. Nụ này thì làm rất là vừa để cho mình đón Tết nha. Đó, nụ mê luôn cả nhà ơi. Đó, đây, cái đế nè cả nhà. Đế chịu không nổi luôn nha. Rồi, cây như thế này nè cả nhà là 230 một cây, 4 cây Quỳnh bao ship nha. 10 cây thì em tặng một. Nếu như quý khách lấy 2 cây sẽ là 490 một cặp em bao phí ha. Rồi quý khách ơi, nhanh tay liên hệ với Huỳnh ha. Đối với hàng này là hàng Thủ Đức 3 mùa rưỡi nha. Hàng Thủ Đức 3 mùa rưỡi, 230.000 mình sở hữu một cây mai chơi Tết. Giá cực rẻ luôn nha cả nhà ơi. Ồ, coi cái nụ nè khách. Đó. Rồi đây chính là dòng mai giảo Thủ Đức. Dòng mai giảo mà thường thấy á, thường quý khách thấy sưu tầm ở trên chợ á. Tết, chợ Tết á, mình lên chợ Tết thì mình sẽ thấy được những cái cây mai mà nó nở vàng hực luôn. Thì đây chính là dòng mai giảo Hữu Đức nha cả nhà. Rồi quý khách nào thích mai giảo Hữu Đức thì alo trực tiếp cho Huỳnh ha. Đó, số lượng Huỳnh có rất là nhiều. Nên cả nhà ơi, nhanh tay liên hệ với Huỳnh ha. Và vườn của Huỳnh là có rất là nhiều cỡ nha. Hiện tại thì em đang giao lưu với quý khách là cái hàng 3 mùa rưỡi. Rồi, trung bình chiều cao từ 40 đến 55 cm nha cả nhà. Em mến chào và hẹn gặp lại quý khách video sau.